Số đây bóng 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 ngọt này nó không phải video này nhóm nằm một hai bóng bóng bị rửa biếp đâm lang ổng có mối tiết đảm biến cho mô thá Linksys Wireless Access Point toàn này là năng bạc bị thả Linksys cứ chia brand name rồi bỏ Chrome hồn toàn này đôi dây dương miền mạc TP Link mạc D Link mạc Pro Link mạc Netgear chẳng lớn nhưng khi hôm nay nó mạng mối tiết đầy mình mạng thằng Linksys và cư trên technology là bọn Cisco hay vậy là bọn bọn còn dùng qua nó cứ biệt thà Wireless Access Point Wireless Access Point cả bí file video môn môn nhau màn bọn hai bọn bọn bị rồi biết nông ca configure rư đầm láng ổ bọc có router nâng modem ADSL vì thà router rư có modem ADSL nâng vì miên tù nửa tí khi nông ca share internet out tới computer đối tới tiết rư có thua nát đã translate vì IP nâng nông local LAN tất cả global public toàn này bạc chẳng xong một chạy bóng bóng đồng tiết thà router rư có modem ADSL vì miên tù nửa tí nông ca share internet chấm nay ở ổ bọc có access point vì mình share internet tí vì mình chạy rầm lệ internet tế vì mình thuê nà tế cả là này vì nơi stand alone vì nơi tại anh vì mình top job cho một đường router toàn này bạn chẳng ổ bạc cầu môn ý bóng ôn mừng phát tức vì đồ chơi router cho toàn này bạn còn tay vì mình chỉ router tế function option không nói vì mình chỉ router tế vì đã tu chi access point toàn này bạn hay từ một tầm một tiết năm dễ bị từ đây hãy nếu cứ chỉ ổ bọc có đại mình cho một thà và là sẽ spoil rụt càng lớn ok ní rụt càng mốc hay ní rụt càng cao và đặt trong dòng hành bằng phổ năng chắc nó không ổ bọc có mà Linksys và là sẽ spoil ní vì miền port reset muối port LAN muối nâng port power muối tiệt hay nếu cứ chỉ ăn tàn wifi ăn tàn và là toàn này là đằng bạc ok chắc bằng phổ số mới đi tặng ổn hình tích giờ mới này trang lại ní vì miền open model của bộ wi router được gọi access point mạng D-Link mạng Linksys mạng Prolink được gọi Unify airport cho nào toàn này bạn là ní bởi nhóm cho tờ can Linksys mà cho Linksys bởi nhóm cho tờ can router chẳng bởi nhóm cho router được gọi opaco Linksys mạng router cứ miền port WAN mà port WAN port internet nắng mối hay là port LAN buồn toàn này bạn ok anh ấy cứ chỉ router đấy router chứ router có đóng gãi xe internet bàn vì thôi nạt bàn toàn đấy vì mẹ nạt tôi chỉ access point đi toàn này đang bàn hai opaco router nó có bị chọn mao chỉ mối wifi đây nè vì miền wifi mao chỉ mối đây tai bật hết wifi rồi bảo router nó cứ chỉ wifi indoor chứ wifi indoor nó cứ signal bảo vía cứ khả năng maximum cứ một rồi mệt còn ta ở đây là ai cả xe bật một con bạn chấn bạn sẽ mai đi toàn này bạn cứ signal được sao toàn đấy chẳng kê mình vô wireless indoor robot router pra chỉ phơi cá thì person mà nước nông office bằng phone rồi nước nông tháp bàn bằng phone miền bắc tục tràn rồi miền trần tròn chẳng riêng thực phổ biến access point mà chui toàn này bạn chỉ access point cứ bị bọc cái kháng kháng wireless kháng wifi để sạch nó với chạm bàn chai toàn đấy ok hai này cứ chỉ ổ bọc access point đấy cứ chỉ một đề thay máy xử thay máy cái phở tha hói có về miễn biệt in wifi mà chỉ mũi đài toàn này bạn ok chứ là lấy nhầm tập lọc là một càng rụ dừng vĩnh lấy đến nhầm cho một càng từ sợi bọt bảo vệ cái đã tha in computer network và là access point chúng chẳng biết tha access point hay là AP toàn này chứ nó không bằng đài computer network đại khát rồi tài miễn và là access point toàn là bạn is a device that allow wireless device to connect to the wide network using wifi or release standard chẳng bởi sân chỉ miễn computer na mùi đài prao prao kia wifi ai thua ca connect can access point đi bàn đôi chìa bộ phết tù sắp smartphone iPhone Samsung iPad rồi có laptop đài prao prao wifi ai thua ca connect can access point đi bàn toàn này bạn hai cái thà the AP usually connect to a router chẳng chỉ thông mà đá ổ bộ cơ wireless access point đại khát trời tài top shop tài cán ổ bộ cơ router toàn là bạn đại khát trời tài top shop tài cán ổ bộ cơ router bộ router chỉ nhẹ xe internet toàn là bạn chẳng nếu P đại access point cho chúng tôi router access point nâng từ tool ổng bơ bì router access point nâng xe internet bằng to tại bữa xong chỉ access point nơi ta ai nơi stand alone access point mà ai share internet ở từ computer để tiết bàn tê vì còn là share connection chắc
chẳng rồi computer tương lai nè đã chọc wifi mà cần access point ai thua cả tiên ai cái xa này tụi mình tìm học bán ai print bán tuần tay mình ai tạo ra internet bán tế không cả này access point nơi tại anh dù là bạn tại person mà dân dù access point nó chọc cho mùi router ai ra internet bán chẳng tụi mục tiết nhưng là khởi dụng một tòa tụi mục tiết đây dù là bạn. Ok hay ní cứ chỉ feature rồi càng nghe đại không ổn còn miền chẳng những vậy pi linksys và là size point bạc chi nó cứ chỉ version chi vì mình a b n chi những từ chẳng là buồn mà biết cứ hai số buồn mình bị phần sự khác trong cả transfer hai được không ổn còn mà linksys và là size point ní default ip address với kỷ lệ mà rồi cái pi mà rồi hỏng bấy cho muối cho pi rồi size buồn sau mình chạy tha ní rau xong tôi mày router tới ní cứ chịu opaco wireless access point wireless access point mà linksys mà nhập xong đồ của thì chắc có mọi chúng ta phải khá vì hiện trắng và cái đã tha linksys wireless access point chắc linksys wireless access point default ip bởi vì cứ lệ mà rồi cao pi chạy mà rồi ông bấy chạy muối chạy pi rồi xài dập ram capi video muốn muốn cho mặt bằng hai nhầm pi opaco router rồi có một đồng router ADSL chẳng default IP bộ viết kỳ lệnh rồi cao pi rồi bấy mùi muối rồi có số muôn chè muốn chăng toàn này lại đang bạc còn tay mới cứ chịu opaco access point chẳng opaco access point mặt linh xin nếu cứ IP viết default thì rộng chạm máu cứ rồi cao pi rồi bấy chạy muối chạy pi rồi xài dập ram chỉ default toàn này bạc chúng này username bảo viết cứ admin password đó cứ admin này đấy chẳng password này ai đầu bàn hãy bảo phê và lấy bảo viên nâng cao outdoor và outdoor distance vector chúng này bảo viên nâng viên miễn đo phía hồi mát buồn hồi mát được lớn nâng và sai từ lời bảo phê access point xanh tiệt to này lại nâng bàn. Ok thế là vô ta ổ bộ quả access point mình tập phân nâng ấy vì anh mới lớn nâng đoan một cái lỗ đây pi cái lỗ đây thì em đọc cái lỗ hai cái lỗ của bán này như là bạn và ta một đại học sinh ta tam technology này còn muốn muốn đại bàn một cái một chiếc access point toàn này bạn. Ok hai ổ bộ quả access point này throughput bảo vệ với ai thua ca khai thà kinh lịch dân tràn ở hai hai chữ ai sam sập ram từ hai sập connection mình thà client rồi wifi ai cái này mà can vi nâng ban nên chớn sam sập ba tới 35 hồi bởi lời bị nâng về bạn nói lại hàng người lại càng đây mà đó tôi mong ai là default ba default port và là access point vì ai miền tại một port rồi gọi bốn port LAN mà đã LAN internal và đấy LAN internal và ta đó không đi bằng phone thường dụng với miền mán cứ miền tập port LAN để mối thì để nhầm bằng hai bằng phone. Ok một tuần một tiết này trang lại đi port reset miền mối hai vì miền chị đã tổ chiều và là local real network toàn đấy. Ok nhưng thì mà hàng ground tiết nhưng mà trong một hành đại gia là một phone tích mạng. Ok, càng lớn đi đầm lại Internet, càng lớn đi đầm lại Internet. Và chẳng sai này cho cái đặt cable một đầm. Chẳng cái này cứ chỉ sai, sai tù sạp mà sai tù sạp cho máu. Ôi bà có một cái đặt tù chỉ một đầm ADSL. Một đầm router ADSL. Tôi này là một bạn. Hai bàn chân phí một đầm router ADSL nhưng cho một căn computer. Rồi mà công dụng computer nó phở sai các bạn. Rồi mỗi bởi computer phở phở nếu khát wifi ai cái này mà căn wifi các bạn đây. Và ta wifi nó cứ chỉ wifi in indoor thì tôi nói là các bạn. Chứ mà là laptop này laptop phở wifi nó ai cái này mà căn indoor các bạn đây. Ta càng cảm thấy đào tôi cái đạo wireless network adapter nó đã access point như ai cái này nó đã AP tôi nói bạn chứ wireless access point toán chẳng computer đi rồi laptop này ai thua ca connect wifi cho mà cái access point này các bạn này toàn này là những bạn của anh ấy vì chip phép wireless outdoor trong việc khăn riêng toàn này bạn. Ok chẳng nếu bây giờ opaco wireless access point này bạn chọn một căn router nhé chọn một căn router chẳng opaco wireless access point này trở bạn từ tua rộng ẩm pơ từ tua ẩm pơ pi pi một đầm router rồi có pi router này chẳng nếu bây giờ router nó bỏ DHCP chẳng nếu có từ tua bàn DHCP ấy bỏ to to tiệt to từ căn PC wifi to tiệt anh đi PC chẳng từ toàn này là những bạn nhớ. Ok chắc bớt sân nhóm đọc sai hình trình nhóm đọc sai hình trình xua thang laptop bấy nên ai cho một căn wifi sẽ point 3 đấy chắc đọc đi mới chẳng nơi tập cho bàn thò mà đa giờ bà cho bàn thò mà đa phố nơi phê đại ông con báo wifi với broadcast trên tới ở đây chạm bàn connection chẳng ấy dù là bà chẳng mê tha công chữ tới mình connection mà căn ông con sẽ point nhầy chẳng công chữ tới bấy cái đứa
ai tiếng ai cái xa này tôi mình mở bàn ai print bàn thao mà nà và ta còn là công tơ lượng tập bay kia nắng việc ai phải internet bàn hay đấy mà ai phải internet bàn đấy sao access point vì mình chỉ là rob lại internet đi anh ấy bàn anh lại internet bàn được chắc là bay ơi của công tơ bay kia lại internet bàn lưu tay nhưng dọc xa này được mỗi shop bị Portland này access point cho được can router được cho được can một đầm toàn này bàn ok chắc là việc mình lại bị bạ tí chắc ngày lớn nhất trong đám thuộc cả lọc cho tất cả ổ bộ một đồng router xung tốt mà router tế cho tất cả ổ bộ co linh xí mà và là sẽ spoil này toàn này bạn ok ta lấy nhầm trong đám cho tất cả network sến cho ncpa chạy cpl chạy in thế cho nó trong lại này đã local recognition một nhóm cửa khoai nó cho mình đi thật nhưng mà toàn dọc xài network cho bị computer laptop bọc nhóm tất cả ổ bộ co một linh xí và là sẽ spoil đi toàn này bạn bây giờ lấy những đạo chỗ những đạo sai chỗ vậy nè chân nó bị đạo sai chỗ nó tròn lại những cái bạch khoai nhau thì mình chân ngon lại nhàng mình chân nó bị đạo bạch khoai là cái đạo thay identify với cái bonus file rồi IP rồi dạng bệnh nè lấy những chỗ cho lại nền vật hành vì đó nhầm chỗ nó tròn lại detail ok này vì mình ID default nhưng mà toàn đăng đến nhầm chỗ cancel nhầm chỗ cho lời property nhầm tìm mà có cái đạo thay internet protocol version 4 được TCP version 4 nâng chuyện được property cho nó tròn lại nếu tao mà cầm IP thì tôi này mà bởi nó tròn lại nếu như vậy IP chỗ nó tròn lại nếu như cầm IP thì bà lấy nhưng mà cầm IP thì nhầm cho ok nhầm cho close nè nó tròn lại nếu anh ấy vì mình được auto ok là cho mình chọc đám chỗ đã đọc cho sân ơi lên bạn lên chờ mà rồi chạy phí nếu nhưng mà đọc chào sân á bố mà đọc chào chân sân đấy nhưng ok trên giờ đi theo này nếu cứ một rồi cây ppp mùi thở bạn ở lấy bởi nhầm cho chạy lựa property hay nhầm tôi IP trên mình nhưng mà cho nhầm cho option nhầm cho option hay nhầm cho ok nhầm cho close cho nhầm mưa lại đi theo này cái đã thay DSP enable yes và ta IP television for me not admin t default gateway me not rt giờ là bạn chắc mình đi tha ô bộ co mà linksys wireless access point này vì admin protocol DHCP server thì mình đã không nói admin bằng cái protocol DHCP server thì mình tha toàn các cứ việc admin này mà đòn chắc bởi sân chờ vì admin DHCP server chắc ô bộ co này mình đo IP ở đây ở đây computer ở đây thì thế này và ta video đầu mình muốn chạy tôn từ năng router chạy tôn từ năng modem ADSL cư miễn protocol DHCP server việc bỏ ai mà chẳng ạ còn ta access point ní admin protocol DHCP server chẳng là ai tên mà chẳng ấy ta thử mấy bản dương ảnh lọc cho bạn chẳng bao con mạng đang ai thà IP default với kỳ lệnh mà rồi cài ưu phí chạy mô bấy chạy mô chạy phí rồi sai phạm à lấy nhầm ơn cho lời xin đi nhầm ping tất cả một rồi cao phí chạy mà hôm bấy chạy muối chạy phí sai pram phim inter không chạm tí cái này đã ta reply from và lại khỏi đã biết thật detonation hot arrangable chứ ở score lấy thử ọt chứ mà score tí nhằm thử cho tôi cầm bằng IP ở computer tên đấy bạn hay dùng cho property chạy nhìn cho IP ta bóng phôn IP lệch màn chẳng bóng phôn thật IP internet vượt chung mùi nâng opaco và là access point chứ một rồi cao phí mà là hồng bấy chạy muối bởi xâm dự bóng ôn ạp rồi hạ phạm lá cứ bị chọn cho mỗi IP và là access point tôi này bạn chắc là đạp đi hạ phạm tế lấy đã lấy mà là lấy đọc ra mấy chẳng thứ cho bạn lấy mùi lịch bàn áp ban lịch mùi ban tay cho tôi tới cùng bạn lịch tích giờ là bạn đã lấy chẩn chẩn đầy nè ok cho nên bạn đọc phần ứng thế mà đọc cao phí mà đọc hồng bấy mùi lịch đọc phạm cho IP rồi bó mà xin computer nhìn vô ok nhìn vô close nhầm bớt nhầm ping được cái IP rồi bỏ access point và access point reply from score đấy ok score hai to này bạn chẳng bao giờ score hai nhầm chụp làm lock chỗ nhầm vào browser thì mấy mũi tiết nhầm lock chỗ mà rồi cái IP chạy mà không bấy chạy mũi chạy tí sai pi rồi sai spam nhầm enter cái này về nhầm enter vì tìm tiền dùng bình chỗ nơi username hay password chẳng username admin password admin này ở chỗ chẳng nhầm vai username admin password nhầm mặt đại tế nhầm enter ở chỗ à lần nick nhầm mặt vai username tới nhầm vai nhập password admin login màn thì nhé mình chơi mình thay ô bộ co mà
Linksys wireless access point ni username admin 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 đấy username admin đấy và đặt password vào cái cứ admin toàn là những bạn hầu hết bao gồm bạn khởi ní cứ chịu web database đi cầu web configuration đặt admin là không có Linksys smart wireless access point toàn là bạn ok chứ nó không nâng default về miền biệt là setup về miền biệt là wireless về miền biệt là administration về miền biệt là status chứ về miền cô ca bốn thông thông nâng toàn đấy. Ok, bây giờ chúng ta lựa lại setup. Nó chỉ có là mình không setup. Toán. Ok, để xa video này riêng về anh, nhằm xong chọc tụi mình sẵn. Trong video bắt đầu đến, nhằm nông bằng hai video bằng cách log in, nâng được bằng cách configuration time mà đó. Toán đi bạn. Số mô cốt để bạn control nơi video IT là bằng my free.